Dạ rồi, em Tuyết xin mến chào anh chị nha. Hôm nay em tiếp tục lại lên một con xe rùa bánh xích ha, NC2000, tải trọng nó là 2 tấn ha. Con này thùng nó là ngang 1m4, dài 1m6 nha anh chị. Đó, những con này anh chị mình về mua về mình làm công trình thôi, giống như nhà em Tuyết đang làm. Thì nhà em đang đổ đất thì em sẵn em đem nó ra em test cho anh chị mình xem ha. Con này là nó vừa có lem mũi luôn nha, đó vừa có lem mũi luôn, rất là thuận tiện, rất là thuận tiện cho anh chị mình. Như khi mình mua về mình chở đất chở đá rồi đó, mình đổ xuống một cái là mình có thể ban ra cho nó bằng thẳng như này luôn nha chị. Con này là máy dầu 2 máy ha, nó máy dầu 2 máy có ben, nói chung là xe nhìn siêu là chắc luôn, nhìn nó cứng cáp lắm. Đặc biệt bánh xuất sắc này á, thì nó đi mọi địa hình luôn ha. Anh chị mình chỉ có hạn chế cho nó đi ra đường nhựa thôi, tại vì bánh xuất sắc thì đi ra đường nhựa nó sẽ bị hư đường người ta nha anh chị nha. Còn còn hoàn toàn là ví dụ nó đi đường đá nè, đường đồi núi nè, hay là đường sình thì nó có thể đi mọi địa hình luôn. Xem kênh yêu thương em thì cho em một nút đăng ký kênh nha. Rồi hẹn gặp anh chị ở cái video tiếp theo.